Alo, xin chào tất cả anh em. Hôm nay đi chơi sớm rồi anh em. 7:40 là em kéo máy đi rồi. Đi làm một cái show buổi sáng, đặng chiều 2 giờ. 2 giờ em làm một show nữa. Ngày nay làm được 2 show nha anh chị em. Đoạn đường 10 km nha anh em. Còn xa lắm. Ở cái ơi. Qua cái xa không? Ở đây điện thoại cái ơi. Ai biết? Dạ em điện khách hàng kêu show nha anh chị em. Bắt lo lên nghe đây. Trong cái quán kia nó có quen. Điện nó không mất máy. Rồi qua cốc Lạc Mương chưa? Alo, mới chạy xăng đi vô mà đi vô sao mà? Trời ơi, đi vô chạy đại vô quẹo xuống nhào tới cốc Lạc Mương qua cốc đó. Là chạy vô tới ngã ba trỏng rồi quẹo xuống. Quẹo xuống nhào tới cái cốc Lạc Mương đó. Tới cái cống đầu tiên đúng không? Rồi qua cái cống rồi là tôi đón. Ok rồi. Rồi. Qua cống rồi tới liền, qua cống tôi đón nè. Rồi. Trời, thuốc Mỹ tổng luôn anh em ơi. Chiều thêm một xô nữa. ngày nay vô. Rồi, em đang kéo về nhà tay nha. Thôi nha. Mấy dưới không? Đi vô cứng không? Đường được mà. Thấy cỏ che quá sợ nó lúng rồi. Để hết ra luôn. Đây show sớm nha anh chị em. Thank you.
tiếp tục để hát, mình còn là tới 15 phút nữa